Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 202. 202 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn nha. Cây này có lũa thép âm thân luôn. Có lũa âm thân luôn. Cây này có hoành gốc là 59, cây cao là 70, bầu ươm hiện tại là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 700k bao ship luôn nha. Cây này sống khỏe lâu rồi nha. 700k bao ship. Rễ rất là khỏe luôn. Cây này cũng đế ok rồi nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.